con luyện được chiêu thức đó? Dạ, dạ con cũng không biết nữa. Con thử làm lại một lần nữa cho ta xem. Dạ. Thì ra con vẫn chưa biết cách làm chủ nó. Con cần phải học cách để làm chủ được nó. Sư phụ, sao người có thể làm được vậy? Con cũng có thể làm được. Nguyên Vũ, con hãy dừng tay lại. Sư phụ, bọn họ làm bể bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm của thầy. Tội lỗi, tội lỗi. To gan! Chỉ vì một bức tượng mà các ngươi dám chống lại mệnh quan của triều đình à? Ta sẽ cho đốt cái chùa này. Mô Phật, tượng Bạch Ngọc Quan Âm chính là do Thái Tổ Hoàng Đế ngự ban. Bẩm đại nhân, không tìm thấy gì hết. Nguyên Vũ, Nguyên Vũ. Dạ, sư phụ. Con đang suy nghĩ gì vậy? Dạ, con... Con nhận ra hắn. Tần quan triều đình đến đây ngày hôm qua, chính hắn là kẻ đã ra lệnh chém đầu cha mẹ con. Sư phụ, tại sao cha mẹ con lại phải chết như vậy? Ta nghĩ cũng đã đến lúc cần cho con biết một sự thật. Sự thật? Sự thật?
con chính là cháu nội và cũng là hậu duệ cuối cùng của quan đại thần Nguyễn Trãi. Ông nội con có một người thiếp tên là Nguyễn Thị Lộ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi bà ấy được vua Thái Tông phong cho chức nữ lễ nghi học sĩ. Trong một chuyến tuần du, vua Thái Tông đã ngự lại ở Côn Sơn là nơi ông nội con ở. Bà Thị Lộ được vua lệnh theo hầu. Trên đường hồi kinh, vua và đoàn tùy tùng dừng lại ở Lệ Chi Viên. Đêm đó, chỉ duy nhất bà Thị Lộ hầu cạnh vua. Nhưng đến sáng hôm sau, thì đức vua băng hà. Triều đình kết tội bà Thị Lộ và cả ông nội con âm mưu giết vua. Cả ba đời họ Nguyễn phải chịu án tru di. Nhưng cũng đúng vào cái ngày quan đại thần Nguyễn Trãi bị hành hình, chính tại đây đã xảy ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Vài ngày sau đó, một người gia nhân trong phủ đã mang con đến đây cho ta. Sư phụ nuôi dưỡng con như vậy, người không sợ mang trọng tội với triều đình sao? Ta và ông nội con vốn là chỗ tâm giao, ta không thể để giọt máu cuối cùng của ông ấy bị tận diệt. Hơn nữa, còn có một điều mà khiến ta đã trăn trở suốt 12 năm qua. Không lẽ ông nội của con bị oan sao? Điều này thì ta cũng không biết. Nhưng giữa chốn quan trường, tranh quyền đoạt lợi, lòng người thật khó đoán. Nhưng tất cả mọi chuyện âu cũng là do ý trời. Ý trời đã cho con biết được sự thật. Con phải đi tìm lại sự công bằng cho dòng họ. Dạ, là bá cho con hỏi thăm. Là bá có biết người này không? Ông ta có bộ râu giống như vậy nè.
ông ta là một vị quan lớn trong triều đình. Mấy ông quan lớn trong triều đình ông nào mà không có râu? Dễ như ngươi vậy ai biết ai đâu mà chỉ. Dạ. Ê. Dạ. Trả tiền. Dạ xin lỗi lão bá. Về đây. Này nè. Dạ. Sao nhiều quá vậy? Bộ người ở trên núi mới xuống. Dạ. Tôi xin lỗi. Tên kia. Tôi không cố ý đâu, nhưng mà tôi có việc phải đi gấp. Nghĩ nhận hết cho ta, nếu không được có trách ta. Dính gì? Ê, nhẹ tay thôi. Rách cái nào là ngươi phải đền cái đó đó. Xong rồi đó, tôi đi được chưa? Tránh ra. Tránh ra đi. Tránh ra. Tránh ra. Dừng lại. Dương cha, sao ngươi lại cư xử như vậy hả? Xin Dương cha tha tội. Xin lỗi bà. Bà có sao không bà? Người có sao không? Dạ. Hạ Dương không sao. Cảm ơn người đã cứu ta. Người bị thương rồi kìa. Mau theo ta về phủ để chữa trị vết thương đi. Dạ. Chỉ là vết thương bên ngoài thôi. Tên dưỡng vài ngày là khỏi ngay mà. Đã tại đây phu. À, mà vị Dương gia đó là ai vậy? Dương gia là con của quận A Dương Lê Tư Tệ. Quận A Dương? Mà quận A Dương là ai? Quận A Dương chính là huynh trưởng của Thái Tông Tiên Đế. Nè nè, người đi đâu đó? Có việc gì gấp gáp vậy? Người đang bị thương, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Đã tại Dương gia, nhưng Hạ Dân cảm thấy khá hơn rồi. Với lại, Hạ Dân có việc phải đi. Xin phép Dương gia. Người sợ ta giao nạp ngươi cho triều đình sao? Chính vết bớt trên tay ngươi đã nhắc cho ta nhớ. Ngươi chính là cháu nội của quan đại thần Nguyễn Trãi. Có phải vậy không? Bất giảm. Tính lại đi.
Ngươi sao vậy? Theo bản án 12 năm trước, đáng lý ra thần cũng phải mang tội chết. Vì sao ngài... Không phải ta có ý bao che cho ngươi đâu. Chỉ vì ta nhận thấy cái chết của Hoàng Thúc còn có điều chưa được sáng tỏ. Ngay cả các quan đại thần trong triều, mỗi người cũng nói một cách khác nhau. Họ nói gì? Thưa Dương gia, có hình bộ thượng thư Lê Đại Nhân muốn gặp ngài. Ngươi ra đó ta mệt, không muốn gặp ai cả. Dạ. Dương gia, ngài có sao không? Hạ quan nghe nói hôm nay có kẻ ra tay hạ sát Dương gia. Hạ quan rất là sốt ruột liền đến đây ngay. Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Tôi không sao. Nhìn thấy ngài an toàn như vậy, Hạ quan đã an tâm. Nhất định Hạ quan sẽ tìm ra kẻ nào to gan dám làm chuyện này. Vậy đành phiền đại nhân một phen. Không làm phiền Dương gia nghỉ ngơi. Xin cáo từ. Còn vị anh hùng này... Hắn là người trong phủ của ta. Có chuyện gì sao đại nhân? Không có chuyện gì. Hạ quan đi đây. Chuyện ngươi cho người ám sát hắn ngay trong thành, quả thật là ngu ngốc. Xin thái hậu tha tội. Vì hạ thần thấy có cơ hội thuận tiện nên... Vậy tại sao hắn lại thoát được? Chỉ e là có người cố tình làm vậy. Xin thái hậu minh xét. Hạ thần từ trước tới giờ luôn một lòng tận trung với thái hậu. Thường Tư, hắn đang âm mưu tạo phản. Kẻ nào giúp đỡ hắn, tức là công khai chống đối lại ta. Nhất định Hạ Thần sẽ đem đầu hắn về đây, dâng lên cho thái hậu. Người nói thì hay lắm, người chẳng làm được trò trống gì. Còn bức quyết thư thì sao? Tại sao cho tới giờ vẫn chưa có tin tức gì? Khởi bẩm thái hậu, Hạ Thần đã cố gắng hết sức, nhưng tài kinh rộng lớn quá cho... Vô dụng! Dạ. Người có biết, để bức quyết thư của tên phản nghịch Đinh Thắng lọt vào tay những kẻ chống đối lại ta, thì hậu quả sẽ như thế nào hay không? Khởi bẩm thái hậu, việc truy tìm bức quyết thư, xin hãy giao lại cho thần. Kẻ nào dám cản đường chúng ta, kẻ đó sẽ phải chết. Cho dù đổ bao nhiêu máu, cũng phải mang bức quyết thư đó về đây cho ta. Thần tuân lệnh. Thank you.
cho nó là thả cô xuống, chứ có nói là thả nhẹ tay đâu. Ngươi, ngươi, ngươi chính là tên ngốc đụng ta hôm trước đúng không? Tôi cũng không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh như vậy. Mà tại sao cô muốn hành thích Thái Hậu vậy? Liên can gì đến ngươi? Cô có sao không? Tôi chết. Mũi tinh có độc. Ngươi làm cái gì vậy? Mũi tinh có độc, nếu không hút độc ra. Ngươi tránh ra đi. Ta thà chết cũng không để cô làm như vậy đâu. Nhưng nếu như không hút độc ra thì cô sẽ chết đó. Ngươi dám? Xin lỗi, cô đừng có nghĩ là tôi có ý đồ xấu với cô. Tôi xin thề có trời đất chứng giám, nếu như tôi... Trời ơi, ta sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn lải nhải cái gì nữa không biết. Nhưng mà... Hút nhanh đi. Cũng tại ngươi hết đó. Giờ làm sao mà ta dám ra đường đây? Cho dù bây giờ quần cô không bị rách, chẳng lẽ cô tính ăn mặc như vậy đi ra ngoài để trêu ngươi bọn lính hay sao? Ta không cần biết. Cô... Ngươi làm rách, ngươi phải đền lại cho ta. Đền cái gì? Thì đền bộ đồ mới chứ đền cái gì. Con gái gì đâu mà dữ như bà chồng. Nhưng phải công nhận, cũng đẹp, cũng thơm. Mà thông thiệt. Quá, phong độ quá đi. Đại Hiệp, xin cho hỏi, ở đây có bán? Bán, ở đây cái gì cũng có bán hết đó. Đại Hiệp thích đó, thì vô đây coi nha. Vậy thì hay quá. Huynh, bây giờ Huynh ngồi ở đây nha. Mùi sẽ đi lấy rượu với đồ nhắm tới liền. Uống gì? Tôi chỉ muốn là... Biết rồi. Làm cái gì mà gấp gáp quá. Nhanh nha. Hả? Cái này bao nhiêu? Mà thôi, cô giữ hết luôn đi. Thôi nha. Nhâm Tẩy, ta sẽ đánh chết ngươi. Tẩy, sao đánh tôi? Tẩy hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Có phải là tên này nè muốn hại muội đúng không? Hả? Đúng rồi đó Tỷ Tỷ, chính hắn hại muội đó. Tỷ, cô nói cái gì cô chạy đi. Tôi dám. Tiếp tục cứu cô ấy mà. Đúng vậy không? Muội. Ta xin lỗi. Vậy ra hai người là tỷ muội hả? Ừ. Hèn chi, giống nhau quá. Giống gì? Hả? Thì toàn là đánh trước nói sau không hả? Ngươi, muội. Ta cảm ơn vì ngươi đã cứu muội của ta. Có gì đâu mà tỷ tỷ phải cảm ơn hắn. Tỷ muội mình đi về đi. Muội nhìn đi. Khắp kinh thành là dáng hình của muội đó. Ra khỏi đây còn không được,
Nói gì là ra ngoài thành. Tôi có cách đưa hai người ra khỏi đây. Thiệt. Dừng lại. Người chở cái gì mà thú vậy? Dạ, Phân. Quyên có cần kiểm tra không? Thôi, đi 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 đi. Các người đi nhanh giùm ta dạ, đi dạ. Gớm quá dạ. Qua đi. Dừng lại. Trời ơi, thúi quá à. Mũi sắp chết đến nơi rồi, làm ơn cho mũi ra đi. Kêu nó ra thành giao hàng, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thật là cũng may là có đệ giúp đỡ. Không có gì đâu, tía đừng bận tâm. Nhưng mà tại sao Hoa Xuân lại muốn hành thích Thái Hậu vậy? À không, để chị hỏi vậy thôi, chứ không có ý điều tra gì hết. Nếu như tỷ thấy không tiện thì thôi vậy. Không phải là ta nghi ngờ đệ đâu, chỉ tại mỗi khi nhắc đến chuyện này ta cảm thấy rất đau lòng. Mười hai năm về trước, gia đình ta gặp một biến cố khủng khiếp. Bọn ta có một người đại tỷ, nhưng chẳng hiểu sao tỷ ấy bỗng quá điên. Chết của đại tỷ, cha mẹ ta cũng bị sát hại. Ta và Hoa Xuân may mắn được một người cứu thoát. Huynh ấy tên là Vương Thiên. Sau này ta và Vương Huynh điều tra biết được kẻ giáng tai họa xuống đầu chúng ta chính là Thái Hậu. Còn đệ, đột nhập vô hoàng cung để làm gì? Thật ra gia đình của đệ cũng bị Thái Hậu sát hại. Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Chuyện này xin tỷ thứ lỗi, để không thể kể ở đây được. Nhưng quả thật, chúng ta đang đi chung một con đường.
chúng ta có thể cùng cảnh ngộ, nhưng chưa chắc cùng chí hướng. Tỷ nói vậy nghĩa là sao? Lúc trước, trong đầu ta lúc nào cũng chỉ có hai chữ: trả thù. Trước đây, ta chưa từng nghĩ nếu như giết được bà ta thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Giờ thì ta hiểu, sẽ chẳng được gì ngoài những đau thương mất mát. Vậy còn những người thân của tỷ thì sao? Ta tin nếu họ hiển linh, họ sẽ hiểu. Tôi đi về nha. Ta muốn hứa với ta một chuyện. Ừ, chuyện gì? Chuyện đó đó. Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện... Hả? Chuyện đó đó hả? Ngươi! Cô làm gì vậy? Ta cấm ngươi, tuyệt đối không được kể chuyện này cho bất cứ ai, nghe chưa? Tôi hứa, tôi sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai hết, được chưa? Chưa, không những hứa, ngươi còn phải thề, mà phải thề độc nữa. Tôi thề, nếu như tôi kể chuyện này cho ai nghe, tôi sẽ bị voi dậy, ngựa xéo, chết không toàn thay, được chưa? Ây da! Ngươi nghe cho rõ đây, chẳng những ngươi không được nhắc đến, mà còn không được nhớ, không được suy nghĩ, không được tưởng tượng tới nó nữa. Nếu không ta được sẽ... Được rồi. Tôi không nhớ, tôi không nhắc đến, tôi không tưởng tượng, tôi không suy nghĩ. Vừa lòng của chưa? Đã thề rồi thì phải nhớ mà giữ lời á. Mà cho dù tôi tưởng tượng á thì làm sao cô biết được chứ, đúng không? Ngươi...
Để chỉ còn mùi là người thân duy nhất. Nếu như mùi có chuyện gì xảy ra, thì cũng không biết sống sao nữa. Nghe lời tỷ đi. Tất cả đã là quá khứ rồi. Tỷ thật sự chỉ mong muốn mùi có một cuộc sống bình yên. Mùi có hiểu chưa? Tỷ muốn thì cứ sống cuộc sống bình yên đi. Còn mùi, mùi phải đi tìm sự công bằng. Cho dù có phải chết, mùi cũng không bao giờ bỏ cuộc đâu. Qua ra, ngài đang thực sự mưu tính chuyện tạo phản. Tạo phản? Đối với bà ta, ai chẳng là kẻ tạo phản. Trước, bà ta cho người giết ta. Rồi sau đó, sẽ lần lượt giết tất cả các dương tôn trong hoàng tộc. Đó mới chính là âm mưu của bà ta. Vậy rốt cuộc, thật hư chuyện này là sao? Ta đang âm thầm ủng hộ một người em họ của ta, là Lạng Sơn Dương Lê Nghi Dân. Đó mới chính là người xứng đáng để ngồi trên ngai vàng. Là thái tử Lê Nghi Dân? Phải. Năm xưa, thái hậu đã dùng thủ đoạn để tiên đế trước phế ngôi vị thái tử của Nghi Dân. Nhưng điều đáng nói hơn là khi bà ta sinh ra Ban Cơ, thì trong triều đã có những điều tiếng dị nghị, cho rằng Ban Cơ không phải là huyết thống của tiên đế. Nếu chuyện này là thật, thì đúng là một sự sỉ nhục cho hoàng tộc họ Lê. Vậy chuyện này có liên quan gì đến bức quyết thư của Đinh Thắng không? Sao ngươi biết? Đêm qua, thần đã nghe được bọn họ bàn tính với nhau về chuyện truy tìm bức quyết thư. Chẳng lẽ tin đồn về bức quyết thư là có thật? Tin đồn gì? Và người có tên là Đinh Thắng, đó là ai? Đinh Thắng và Đinh Phúc vốn là hai thái giám tâm phúc của thái hậu. Nhưng 12 năm về trước, sau khi đưa di thể của tiên đế từ Lệ Chi Viên về đến hoàng cung, bọn họ đã mất tích một cách bí ẩn. Nhưng nghe đồn, bọn họ đã bị giết trên đường chạy trốn. Nghe đâu, trước khi chết, Đinh Thắng đã viết một bức quyết thư tố cáo những âm mưu của thái hậu. Nhưng bức quyết thư đó lại rơi vào tay của một kẻ điên. Sợ bị giả lây vì những lời phạm thượng, nên đã đem lão giấu vào một ngôi chùa. Đến vào gần đây, bắt đầu dấy lên những tin đồn về bất quyết thư. Nghe đầu lão và điện ấy đã chết. Tại sao Đinh Thắng lại muốn tố cáo thái hậu? Nhưng hắn muốn tố cáo chuyện gì? Điều đó chỉ có hắn mới biết. Nhưng người chết rồi thì không thể nói được. Chắc chắn bức quyết thư phải chứa đựng bí mật gì đó rất ghê gớm.
Liệu bí mật đó là gì? Đối với một thái giám ở trong cung thì những gì hắn nghe và thấy được cũng không ít đâu. Đinh Thắng và Đinh Phúc vốn trong coi việc sổ sách, ghi chép ngày giờ, danh tính của những phi tần được cận kề ân ái với tiên đế. Nên khi thấy hầu hạ sinh ban cơ, có thể bọn họ đã nhận ra được chuyện gì đó bất thường. Dương gia, có bao giờ ngài nghĩ rằng chính Thái Hậu mới là thủ phạm đã giết chết tiên đế nhằm che giấu một chuyện tay đình? Chính ta cũng đang nghĩ về chuyện này, nhưng chi tiết là chưa tìm được bằng chứng. Rất có thể mọi bằng chứng đều nằm trong bức quyết thư đó. Nếu như bức quyết thư có thật thì đó đúng là ý trời. Qua hai tỷ, lúc nãy trên đường đi, để thấy bọn lính đang truy lùng khắp nơi bên ngoài thành. Thật vậy sao? Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ đến đây. Đề nghị hai người mau chóng rời khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt. Hoa Xuân, mình đi thôi. Mắc mới gì thì tỷ phải nghe lời hắn. Hắn biết gì mà nói. Muội im đi. Tất cả mọi chuyện là do muội gây ra, mà muội còn lớn tiếng nữa hả? Phải, mọi chuyện là do muội gây ra đó, nên muội sẽ tự giải quyết. Cứ để bọn lính nó kéo tới đây, muội sẽ giết chết hết bọn chúng. Thưa tướng quân,
đã bắt dấu bọn chúng. Vô dụng. Đi. Cô định đi đâu? Buông tôi ra! Tao phải đi giết chết hết bọn chúng để trả thù cho tỷ tỷ. Làm như vậy chẳng khác nào cô tự nạp mạng cho bọn chúng. Chứ bây giờ tao phải làm sao đây? Ngươi nói đi, tao phải làm sao đây? Thế lực của Thái Hậu rất mạnh, chỉ có tôi và cô không thể nào chống lại được đâu. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, nhưng nhất định cô phải tin tôi mới được. Tôi chỉ muốn cô đỡ lạnh thôi mà.
Cô làm gì vậy? Cô đi đâu? Kinh thành. Để làm gì? Không phải là cô đã hứa với tôi là mình sẽ cùng nhau đi tìm bút quý thư sao? Ngươi thích thì cứ đi tìm một mình ngươi đi. Còn ta, ta không thể nào để phí thời gian đi tìm một thứ mà bản thân ta cũng không biết là có thật hay không nữa. Lỡ bút quý thư đó không có thật thì sao? Nhưng bây giờ trở về thì cô làm gì được chứ? Giết Thái Hậu. Cô điên rồi. Ngươi tránh ra mau, nếu không ta giết luôn cả ngươi bây giờ. Ngươi. Cô nhìn kỹ chưa? Tôi không phải là kẻ thù của cô. Kẻ thù của cô đang ở ngoài kia kìa. Cô căm thù Thái Hậu, tôi cũng vậy. Nhưng tôi không làm điều ngu ngốc như cô. Bây giờ cô có làm vậy đi nữa thì Hoa Hài Tỷ và những người thân của cô cũng không sống lại được đâu. Tỉnh lại đi. Huynh biết hết tất cả chuyện của ta rồi. Còn ta chưa biết gì về Huynh hết. Ngoài chuyện Huynh là người của phủ Dương gia, vậy thật ra Huynh là ai? Nói ra chỉ sợ là cô không tin thôi. Tôi là người sống sót duy nhất của dòng họ Nguyễn sau vụ án đầy chi viên. Sao? Chẳng lẽ Huynh là con cháu của quan đại thần Nguyễn Trãi? Đúng. Sở dĩ tôi phải đi tìm bút quyết thư, vì đó là cơ hội duy nhất để tôi giải oan cho dòng họ. Bây giờ thì cô biết tôi là ai rồi đó. Mình lên đường được chưa? Chính là hắn. Nguyên Vũ, nhìn kìa. Đã xảy ra chuyện gì? Quyết. Quyết nói sao? Ta chậm chân hơn hắn rồi. Nhưng tại sao hắn lại giết luôn cả thuộc hạ của mình? Bởi vì hắn đã có được bức quyết thư. Thank you.
có chuyện gì vậy? Quý nhìn kìa, đó có phải là ngựa của hắn không? Lê Đại Nhân, ta phụng mệnh Thái Hậu đến đây để đem bức quyết thư về. Sao người biết ta ở đây? Không biết đây là ý của Thái Hậu hay là ý của Lê Đại Nhân vậy? Thượng Phương bỏ kiếm ở đây, người dám khác chỉ à? Ta không có ý đó. Vậy thì đưa bức quyết thư cho ta. Hắn ta đang giữ bức quyết thư, chúng ta chia nhau ra tìm. Yeah.
bao sẽ đổ. Ông nội, bao sẽ đổ. Con đã tìm được bức viết thư rồi. Nỗi oan của dòng họ đã sắp được giải rồi. Quyết thư là mau. Bất quyết thư chính là mau. Gì đâu, người ta hay nói ngày nghỉ thì đêm mơ, với lại một phần sức khỏe của huynh chưa bình phục hẳn cho nên mới mơ thấy những chuyện như vậy. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Cũng có thể đây là một điềm báo. Mau sẽ đổ vì bức quyết thư. Đúng, nhưng đó là máu của Thái Hậu. Bà ta đáng bị như vậy. Nguyên Vũ, huynh bình tĩnh lại nghe muội nói nè. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm để đi tìm bức quyết thư. Huynh không gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu không chỉ một mình Thái Hậu, mà còn rất nhiều người dân vô tội khác phải chết, thì mình phải làm sao đây? Quỳnh hoang mang không biết liệu những việc mình làm là đúng hay sai nữa. Chỉ vì một giấc mơ mà Quỳnh lại hoang mang, không phân biệt được đâu là đúng hay sai như vậy à? Lỡ như mình sai thì sao? Thì bà ta vẫn phải chết. Vậy còn những người dân vô tội, có công bằng với họ không? Mùi không biết, mùi không cần biết những chuyện đó. Mùi chỉ biết cả gia đình của mùi đã phải chết đau đớn đến cỡ nào. Quỳnh có thể dễ dàng quên đi nỗi oan ức của cả dòng họ, nhưng mà muội thì không thể. Bà ta đã gây ra tội ác thì bà ta phải trả giá. Máu sẽ trả bằng máu. Nếu đã không cùng chung chí hướng thì từ nay đường ai nấy đi. Qua Xuân, muội đừng đi. Mỗi tỷ bắt cho anh vậy làm sao tôi chịu nổi, đúng không? Đưa ta vừa gặp thiên gia. Dạ. Không ngờ bức quyết thư này lại có thật. Tất cả sự thật sắp được phơi bày ra ánh sáng. Người có công lớn nhất chính là ngươi. Ngay sau khi nghi dân chính thức được lên ngôi, toàn bộ gia tộc họ Nguyễn sẽ lập tức được minh quan. Quyền Vũ, ngươi làm sao vậy? Dạ không. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Ngươi đi xa về chắc cũng mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã. Thật ra huynh không hề muốn đưa bức quyết thư cho Dương gia, đúng không? Càng lúc muội càng thấy giữa hai chúng ta thật sự quá khác biệt. Có lẽ con đường mà huynh đang đi sẽ không có muội ở đó. Sai lầm lớn nhất của Thái hậu đó là không biết trọng dụng người tài. Nhưng ta thì khác, khi ngai vàng đã ở trong tay ta thì ngươi sẽ có một vị trí hoàn toàn xứng đáng. Và ta sẽ biết phản bội ta sẽ có kết cục như thế nào. Ngươi sẽ sớm được tội nguyện thôi. Kế hoạch của ngài là gì? Trước tiên, ngươi giúp ta làm một việc. Giết hết tất cả các vị Dương gia trong hoàng tộc, không chừa một ai. Rồi sau đó đổ hết tội lỗi cho Thái hậu. Đến lúc đó tất cả các đại thần trong triều sẽ đứng lên chống lại bà ta. Và bức quyết thư này sẽ đưa ta lên ngai vàng một cách đường đường chính chính. Âm mưu đều là của nhà ngươi. Ta không ngờ ngươi lại còn tàn ác và giả tâm hơn cả Thái hậu. Nguyên Vũ, ngươi thật sự rất là ngây thơ. Ngươi nghĩ ta phải làm mọi việc chỉ vì ngai vàng của người khác sao? Không, đó là ngai vàng của ta, nó phải là của ta. Và chính ngươi đã giúp ta làm được điều đó. Không bao giờ ta đứng chung hàng ngũ phản nghịch với ngươi. Trả lại bức thư cho ta. Trước đây ta còn nghĩ là chúng ta sẽ trở thành huynh đệ tốt của nhau. Vậy mà thật tiếc cho ngươi. Đây, quyết thư đây. Nếu người muốn thì cứ đến lấy đi.
Thư đây, đừng giết ta. Quỳnh Xuân, muội xin lỗi. Quỳnh nói đúng, không thể vì sự công bằng của bản thân mà khiến cho những người dân vô tội phải đổ máu thêm nữa. Đó chính là tội ác mà chưa bao giờ mọi nghĩ đến. Có lẽ cũng đã đến lúc cần phải. Hoa Xuân! Yeah!
Người đâu? Người đâu? Nhiều năm qua các người hành hạ ta như vậy chưa đủ hay sao? Các người muốn cái gì? Muốn ta phải như thế nào? Ai đó? Dạ bẩm thái hậu, bên ngoài có một kẻ nói là muốn gặp người. Hắn nói hắn đang có trong tay bức quyết thư. Ngừng tay. Ngươi là ai? Điều đó không quan trọng. Tại sao ngươi có bức quyết thư? Cũng không quan trọng bằng việc tôi đã có nó và mang đến đây cho bà. Tất cả những tin đồn và nội dung của bức quyết thư là lời lẽ bịa đặt của bọn phản nghịch. Ngươi đã rất sáng suốt khi mang nó tới đây cho ta. Ngươi muốn ta ban thưởng gì? Thật ra, bức quyết thư là cơ hội duy nhất để tôi được đối diện với bà và nói lên những điều tôi cần nói. Nói đi. Bao nhiêu năm qua, chỉ vì bảo vệ quyền lực của mình mà bà đã khiến biết bao người dân vô tội phải đổ máu. Những kẻ căm thù bà không ít, những kẻ muốn lật đổ bà cũng không ít. Nhưng chắc chắn
Nếu như bức quyết thư rơi vào tay những kẻ đó thì sẽ càng có nhiều người vô tội nữa phải chết. Tôi mang bức quyết thư đến đây cho bà, chỉ hy vọng bà có thể kết thúc tất cả những chuyện này. Dừng lại! Người đâu? Bắt hắn lại cho ta! Ngươi là ai? Mười hai năm về trước, bà đã ra bản án tru di tam tộc quan để thần Nguyễn Trãi. Và tôi chính là người duy nhất còn sống sót. Tôi cũng không biết điều gì đang chờ đón tôi phía trước. Nhưng dường như tôi đã nhận ra được định mệnh của chính mình. Và tôi hiểu một điều. Đời người, ai cũng chỉ sống có một lần. Nhưng tôi và Hoa Xuân, chúng tôi đã có cơ hội để sống lại chính cuộc sống này một lần nữa.